Hoan Hỉ mời đồng nghiệp ăn lẩu, người phụ nữ giật mình với hóa đơn 16 tỷ đồng, cả đời cũng không thể trả nổi. Lý và đồng nghiệp ăn mừng tại một nhà hàng lẩu ở Vân Nam Trung Quốc. Để chia sẻ niềm vui, cô đã đề nghị mời bữa ăn này, nhưng ai mà ngờ quyết định này đã khiến cô đối mặt với hóa đơn khổng lồ. Theo Lý chia sẻ, cô rất thích nhà hàng lẩu chính tông Vân Nam và đã ăn nhiều lần. Hơn nữa, dịch vụ đặt món của nhà hàng cũng rất hiện đại. Chỉ cần thực hiện đặt món hệ thống trực tuyến của nhà hàng, hệ thống sẽ tạo một mã QR, trong đó có tất cả món ăn mà khách hàng đã đặt. Nhà hàng sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý đơn. Khách hàng cũng có thể chia sẻ mã QR này với nhau để cùng đặt món mà không cần chuyển tay nhau thực đơn bình thường. Chọn món xong, đến lúc thao tác gửi mã đi, Lý tá hỏa khi hệ thống thể hiện tổng hóa đơn thành tiền của cô lên đến 4.740.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 16 tỷ đồng. Một con số không thể tưởng tượng được cho số món cô đã chọn. Liên hệ nhân viên nhà hàng, họ cho biết hệ thống đặt món đã nhận ra sự bất thường trong danh sách món ăn của Lý nên đã tiến hành tìm hiểu sự việc. Thế nhưng họ không phát hiện hệ thống xảy ra lỗi hay nguyên nhân nào khác. Sau một hồi loay hoay, Lý mới vỡ lẽ ra nguyên nhân xuất phát từ chính cô. Trong quá trình chọn món, cô đã gửi nhầm mã QR đặt món vào nhóm trò chuyện chung của nhà hàng trên nền tảng WeChat. Nhóm trò chuyện này được phía nhà hàng mở ra để giới thiệu chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Sau đó, nhiều người đã cố tình trêu chọc Lý. Họ đã sử dụng mã QR và thao tác đặt thêm rất nhiều món. Đó cũng chính là lý do tổng hóa đơn thành tiền của Lý lại vượt sức tưởng tượng như vậy. Lý đã nhắn tin chỉ trích vào nhóm trò chuyện, nhưng tình hình càng tồi tệ hơn vì nhiều người phản bác và chửi rủa thậm tệ. Họ cho rằng đó là lỗi của Lý khi đã bất cần gửi nhầm mã QR. Việc bị chơi xấu là chuyện bình thường. Cuối cùng, chủ nhà hàng lẩu đã đích thân lên tiếng giải thích để hòa giải. Người này thể hiện hệ thống đã chặn mã QR đặt món của Lý kịp thời. Ông đảm bảo với Lý rằng cô sẽ chỉ thanh toán cho những món ăn đã đặt. Như vậy, Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ một bữa ăn với đồng nghiệp lại vô tình xảy ra rắc rối như vậy, cô cho biết. Tuy nhiên, diễn biến của vụ việc cũng khiến Lý nhận ra bản thân phải chịu phần lớn trách nhiệm. Sự bất cẩn của cô đã dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân, trở thành nguồn cơn của vụ việc. Do đó, cô đã chủ động xin lỗi chủ nhà hàng lẩu, đồng thời cũng cảm ơn đến nhân viên trực tiếp nhận đơn đặt món, đã phát hiện sự bất thường và tạm ngưng hệ thống, giúp mọi chuyện không diễn ra nghiêm trọng hơn. Đây cũng là kinh nghiệm để đời, nếu nhà hàng vẫn làm theo đơn đặt món ấy và truy cứu trách nhiệm đến cùng, thì tôi không có khả năng để bồi thường, cả đời cũng không thể trả nổi, Lý chia sẻ. Chủ nhà hàng lẩu cũng một lần nữa bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến Lý và cam kết rằng sẽ tăng cường quản lý nội bộ và hoạt động của hệ thống đặt món để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra. Sau cùng, Lý đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội cùng với hình ảnh bằng chứng rõ ràng. Hy vọng mọi người cẩn thận trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, nếu không hậu quả không thể gánh nổi.